Từ đầu tháng 7, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu ấm trở lại khi mà các giải pháp tháo gỡ vướng mắc từ chính phủ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Một số ngân hàng cũng điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà xuống dưới mức là 10% một năm. Các phân khúc nào được người mua nhà quan tâm vào thời điểm này, ghi nhận từ nhóm phóng viên VTV Money tại thị trường Hà Nội. Thưa quý vị, trước đây nhiều người nghĩ rằng chung cư là tiêu sản vì cho rằng chung cư chỉ có thể để ở, khó có khả năng tăng giá. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái đến nay, thị trường chung cư đã có bước chuyển ngoạn mục khi giá liên tục tăng. Như giá chung cư tại khu vực tôi đang đứng tại đây, vào cách đây 4 đến 5 năm trước thì giá mở bán chỉ vào khoảng 30 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, đến nay giá đã tăng lên khoảng gần 45 triệu đồng một mét vuông, tức là tăng gần 50% so với giá bán ban đầu. Chung cư vẫn được đánh giá là điểm sáng của thị trường bất động sản từ nay cho đến cuối năm. Ngoài chung cư, phân khúc nhà liền kề cũng được nhiều người tìm mua, thay thế cho nhà đất trong ngõ chật chội. Theo báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu, phía Đông và phía Tây Hà Nội chiếm nguồn cung lớn nhất. Tuy nhiên, giá bán tại phía Nam thành phố lại ở mức hợp lý hơn, vẫn được xem là vùng trũng của bất động sản thủ đô. Trong đó dự kiến huyện Thanh Trì được định hướng lên quận vào năm 2025. Hiện nay khu vực này đang được đầu tư mạnh về giao thông, quỹ đất còn khá dồi dào, sẽ có thêm các dự án trong thời gian tới. Ghi nhận trên thị trường cho thấy, tín hiệu hồi phục đã bắt đầu rõ nét khi các sự kiện ra mắt mở bán gần đây thu hút sự quan tâm của đông đảo người mua nhà. Mặt bằng lãi suất hiện nay là cũng đã được tương đối là bình ổn trở lại sau rất là nhiều cái nỗ lực của ngân hàng nhà nước, cũng nhìn bức tranh có thể sẽ sôi động hơn liên quan đến các cái sản phẩm nhà ở bán. Đó cũng là một trong những lý do mà chúng tôi quyết định là sẽ cân nhắc để mua thời điểm này, bởi vì cũng sẽ có những cái hỗ trợ về tài chính tốt hơn. Vừa qua, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc cụ thể tại một số dự án lớn, điển hình ở Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận để nhận diện các vướng mắc và tập trung tháo gỡ. Các cái chính sách về đất đai sau đấy từ trung ương xuống địa phương phải cụ thể hóa. Có thể chúng ta trước đây chúng ta một dự án chúng ta phải kéo dài về thủ tục có thứ phải 2-5 năm, thì chúng ta sau này chúng ta sẽ khoảng từ 1-3 năm. Ngoài ra, cái khó ló cái khôn, các phương thức bán hàng mới đã được đưa ra như chỉ thu một phần tiền, mời khách hàng đến ở thử trong khoảng một thời gian nhất định. Nếu không ưng, có thể được hoàn trả lại tiền. Các giao dịch trên thị trường đã gia tăng đáng kể.